Luật an ninh mạng của Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2019. Nhưng trong những ngày này, liên tục có nhiều nhà hoạt động vì tự do, dân chủ và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng nhau đưa ra lời kêu gọi hãy bất tuân hoặc thách thức luật này. Bộ luật gây nhiều tranh cãi lo lắng đã được ban hành từ hồi tháng 6 năm 2018. Hôm 1 tháng 1 năm 2019, các báo lớn ở Việt Nam, trong đó có Lao động và trang Zing News, công bố tóm tắt những hành vi bị cấm trên mạng kể từ thời điểm luật có hiệu lực. Đứng đầu trong các hành vi đó là các việc liên quan đến chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đưa ra thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ cũng là hành vi có thứ tự cao trong danh sách cấm. Hai ngày trước khi luật có hiệu lực, nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang viết trên trang Facebook cá nhân rằng trong khi có những người lo sợ, chị không tin rằng Đảng Cộng sản và Bộ Công an có thể bịt miệng được những người như chị. Từ góc nhìn của một cựu luật sư, ông Lê Công Định đưa ra phân tích trên trang Facebook cá nhân cho thấy luật an ninh mạng một mặt cho phép nhà nước thu thập thông tin cá nhân của công dân, mặt khác lại hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân, vốn là quyền được nêu trong hiến pháp. Nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân có lượng theo dõi lên đến sấp xỉ 75.000 người trên Facebook không trực tiếp nhắc đến luật an ninh mạng và một quy định mới đây về những điều nhà báo không được làm trên mạng xã hội. Song ông đưa ra ý kiến hôm 2 tháng 1 rằng khi chúng ta viết đúng, viết không đổi trắng thay đen hay ngược lại, khi chúng ta viết một cách vô tư không vì lợi ích của phe nhóm nào mà chỉ vì lợi ích của đất nước và người dân thì chẳng sợ bất cứ thứ gì, nếu sợ thì không nên làm báo. Các bài viết của các nhà hoạt động và những người có nhiều ảnh hưởng như kể trên đã nhận được nhiều ủng hộ, thể hiện qua hàng nghìn phản ứng yêu thích và hàng trăm lời bình luận đồng tình.